Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng cái nếp đánh code trong phần mềm AutoCAD. Đầu tiên thì các bạn hãy download cái file đánh code này theo đường link ở phía bên dưới video. Sau khi download về thì các bạn giải nén ra, chúng ta sẽ được một cái file exe đánh code.exe. Các bạn chuột phải vào nó, chọn open. Mình hiện tại thì mình đang sử dụng cái phiên bản AutoCAD 2016. Còn nếu bạn nào mà đang sử dụng cái phiên bản khác, cái phiên bản AutoCAD 2016 này, thì các bạn nhấn vào cái phần duyệt và chọn đến cái thư mục cài đặt của cái thư mục support của cái phần mềm AutoCAD phiên bản các bạn đang dùng. Sau khi chọn xong đường dẫn thì các bạn nhấn vào cài đặt. Sau khi cài đặt thì có một cái file hướng dẫn sẽ được tự động mở. Các bạn hãy lưu ý đọc cái hướng dẫn này trước khi sử dụng. Đây. Bây giờ mình có một cái file, ví dụ bây giờ mình đang có cái file AutoCAD như này. Đây. Mình chưa đánh code. Việc đầu tiên của các bạn là đặt cái biến att dia này về 0. Và các bạn chỉ cần đặt mỗi một bản vẽ, các bạn chỉ đặt một lần thôi, từ lần sau thì các bạn không phải đặt nữa. Att dia này. Nhập lệnh att dia. Enter và nhập là 0. Đó. Tiếp theo thì các bạn để đánh code được thì các bạn phải chọn một cái code điểm đặt code 0. Và lệnh để đặt cái code 0 này là lệnh C00. Đó là lệnh C00. Enter. Sau đó chọn cái điểm đặt 0. Ví dụ như là điểm đặt 0 của mình là điểm này. Đây là điểm đặt 0. Đó. Rồi sau khi đã đặt được cái chọn được cái điểm đặt 0 thì các bạn để đánh được code thì các bạn phải đặt cái lệnh đánh code sao cho phù hợp với lại cái tỷ lệ mà các bạn đang vẽ. Ví dụ như là cái tỷ lệ mình đang vẽ ở đây là tỷ lệ 70 thì các bạn nhập chữ DC70. Enter. Và các bạn bắt đầu đánh code. Không. Và muốn đánh code tiếp theo thì các bạn chỉ cần nhấn enter phát nữa. Như thế. Đấy. Lý do mà tại sao lại phải nhập cái lệnh là DC70 hay là DC50 hay là DC100 ấy, thì tức là đây là mình đang sử dụng cái tỷ lệ là 70 nên là mình sẽ đặt cái tỷ lệ đánh code của mình là 70. Khi đó thì cái tỷ lệ giữa các cái chữ này nó sẽ bằng nhau, nó sẽ không bị to nhỏ hơn hoặc là nhỏ hơn. Đấy, các bạn lưu ý, các bạn dùng tỷ lệ đi bao nhiêu thì các bạn hãy đặt cái tỷ lệ đánh code bấy nhiêu, rất đơn giản. Còn ví dụ như là đây mình có một cái, mình copy sang một cái bản vẽ nữa, bỏ code đi. Khi các bạn muốn đánh code ở cái bản vẽ tiếp theo thì các bạn phải bắt buộc nhập lại cái điểm đặt code 0. Các bạn nhập lệnh C00. Enter, sau đó các bạn chọn cái điểm đặt code 0. Lý do là bởi vì khi các bạn đã chọn điểm đặt code 0 ở cái phần ở cái bản vẽ này rồi thì khi mà các bạn sử dụng cho bản vẽ tiếp theo thì nó sẽ không được chính xác nữa, nó sẽ ăn theo cái code 00 của cái bản vẽ này. Chính vì vậy các bạn phải đặt lại code 00 ở cái bản vẽ mới này. Tương tự thì các bạn chỉ cần muốn đánh code 00, ví dụ mình tỷ lệ đi mình đang dùng 70 thì là đây tỷ lệ đi 70 đây
thì các bạn phải nhập lệnh DC 7.